Xin chào các bạn thân mến, tôi là tiến sĩ PQV. Ở video trước mình giảng giới thiệu cho các bạn nguyên hàn gai ra bên ông thuộc xuống. Hôm nay, qua video này, tôi muốn chia sẻ với các bạn về tỷ lệ mắc bệnh, phản bộ giới tin và cho tôi khỏi phát bên ông thuộc xuống, cùng hôn hùng văn dê có thể phát sinh sau khi bên xảy ra. Trước hết, ung thư xương là một khối u ác tính xảy ra trong xương và chủ yếu xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, so với các khối u ở cơ quan khác, tỷ lệ mắc bệnh sarcom xương thực tế không cao. Chúng tôi dẫn thông hợp một số liệu thống kê về giúp bạn hiểu rõ hơn. Theo hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 2.800 trường hợp mắc bệnh ung thư xương mới ở Hoa Kỳ, chiếm chưa đến 2% tổng số khối u ác tính. Tại giai đoạn mỗi năm có khoảng 80 số ca mắc mới. Nếu chúng ta quốc tin đua trên khoảng 200,000 ca sinh ở giai đoạn mỗi năm thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư xương chỉ khoảng phang trên 10,000 nên không cao lắm. Ngoài ra, nhiều người cùng tò mò bệnh sarcom xương ở giới tin lúa tuổi nào để xảy ra hơn, xét về giới tin, nam giới còn hiểu khả năng mắc bệnh này hơn nữ giới. Với tỷ lệ khoảng 6-4, xét về cho tuổi, ung thư xương phổ biến hơn ở thanh thiếu niên trong cho tuổi từ 10 đến 25, và một số ít bệnh hình hàn là người trung niên và người già trong cho tuổi từ 60 đến 80. Tuy nhiên, vì ung thư xương chủ yếu xảy ra ở thanh thiếu niên trong cho tuổi chỉ học nên so với các loại khối u khác, ung thư xương có thể gây ra nhiều vấn đề hơn khiến bác sĩ bệnh hàn và gia đình họ gặp rắc rối. Ví dụ, tuần hạt là ảnh hưởng đến cả gia đình bệnh hàn. Vì quá trình giữ trị ung thư xương mất khoảng 8-12 tháng nên không chinh quay bệnh mà cả cuộc sống thường gây qua cả gia đình họ công việc qua cha mẹ, chăm sóc anh chị em. Giữ cần phải giữ chính cho phù hợp. Thứ hai là ảnh hưởng trên việc học tập của bệnh hàn. Nếu vừa dễ cập, hóa trị công với phẫu thuật mất khoảng 8-12 tháng. Vì vậy, trong thời gian giữ trị, bệnh hàn có thể phải nâng hi học hoặc nâng hi học ổn hà. Nà hiểu phụ huynh sẽ hỏi ý kiến của chúng tôi vào thời gian này. Chúng tôi có khuyên những hình nền dinh chỉ học cho con hồ công. Về văn dê này, chúng tôi khuyên bản văn cần trao dối vội hạ trụ ông và giáo viên trụ ốc. Nhưng nếu hoàn cảnh cho phép, tôi thúc sự khuyên bản nền dê công bản những hình ngồi trong một năm dê có thể dù ốc chiếu trì và phục hồi dung khắc. Thu ba là ảnh hưởng qua thông tin Internet. Giờ này là đồ bên hình hàn ở dù tuổi dì học cùng hữu cha mẹ vang gọi in hạ qua hô thuông con hiệu kinh nghiêm tìm kiếm thông tin trên Internet. Tuy nhiên thông tin hiện nay về bên hạ ông thuộc xuống trên Internet, thuộc sự chua giải dù và một số thông tin tham chí con không chính xác. Chẳng hạn hù một sông gọi tuyên bộ tu chói hoa trì hoa phao thuật. Nung go ai ra, cha mẹ nào cung rat yu thuong con nên hiu bạc cha mẹ lo lang con minh se bi ton hai trong qua trinh di yu tri nên thuong con mua nâng ghe teo loi ku yên qua bạc si, tu jo gai ran hung tak jong tiêu ku khoak lam cham tre viek di yu tri. Chai cung la li do chin kien tuoi muon chia se kien thuk voi moen goi thong qua catch by viet va video, vi toi hai vong ko de chia se kien thuk koa hok. Và kinh nghiệm hiện tại của mình về bên ung thư xương thông qua Internet chôn hùng gọi cả nó trên toàn thế giới. Tôi muốn giúp hiểu bên hình hàn mặc bên xuống khóp hồi phục xuống sẽ hôn. Tóm lại, chúng tôi biết rất rõ rằng bên hình hàn và gia đình hồ sẽ gặp rất nhiều khu khăn. Thật thúc khi mặc bên sarcom xuống và dục dịu trị. Vì vậy,
Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang trên cho bạn sự hỗ trợ dài chung hát trong việc giữ trí chú yên môn và thiết lập thông tin giáo dục sức khỏe. Chúng tôi cũng mong mỏi ngoài có thể tìm hiểu thêm hướng kiến thức chung dàn về bên ung thư xuống và giảm thiểu người có bình hàm lan bồi hướng thông tin sai lệch. Chúng ta hỏi cùng hào hợp tác chế trèm chuộc chiêu trí kịp tôi và dàn bài thân cùng bên hung thuộc xuống. Hồi chế hô tiếp tục tòa sang trong tuông lại, phân gửi tiêu của chúng tôi kết thúc tại giai ngay hôm nay. Chúng tôi hy vọng video này sẽ giúp mọi người hiểu thêm về tỷ lệ mắc bệnh ung thư xuống và hung và chế bán có the gap phải trong tuông lại. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bệnh hư xuống, vui lòng trả lời bình luận bên dưới. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Tôi là tiến sĩ Piku Wu. Tôi chúc bạn sức khỏe và an toàn và hẹn gặp lại lần sau.